Chào các bạn, rất là vui được gặp lại các bạn hôm nay nha. Thì hôm nay mình đang làm cái xe này là xe Vios đời 2010. Thì động cơ là một NZFE. Thì hiện tại cái xe này nó đang bị cái tình trạng là khách đi bị sôi nước, nghĩa là đi cứ đi là bị sôi nước à. Thì mình thấy nó một cái vấn đề mà ngay xuất hiện ở trên xe này, và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm mình làm xe này và tại sao cái xe này nó lại bị sôi nước và nguyên nhân chính là do đâu ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động cái máy này lên cho các bạn xem về tình trạng của nó nha. Đây. Rồi đưa em cho nổ xíu đi. Thì hiện tại mà khi mà mình kiểm tra xe này thì mình thấy nó đang bị tình trạng là thổi ro nắp máy nha các bạn. Thì mình sẽ tháo ra và kiểm tra coi nguyên nhân nó xuất phát từ đâu mà nó thổi ro nắp máy. Tại vì nếu mà nói về vấn đề sôi nước thì nó có rất là nhiều vấn đề. Nhân là như là motor quạt không quay, cái bị rò rỉ nước hay bị nghẹt các nước, hay là cái bơm nước có vấn đề. Thì nó cũng rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng mà cái xe này qua mình qua kiểm tra thì mình thấy cái xe này nó đang bị tình trạng đó là thổi ro bi lách. Thì cái nguyên nhân mà để dẫn đến thổi ro bi lách thì nó có vài nguyên nhân sau này, thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn luôn, chút ít kinh nghiệm của mình. Đó là ví dụ như chiếc xe của mình đang bị sôi nước, thì các bạn phải biết qua rằng là khi mà xe bị sôi nước thì các bạn không được mở cái nắp két nước liền, vì khi mà các bạn mở như vậy thì nước nó sôi lên và nó văng vào người các bạn thì rất là nguy hiểm. Tuy nhiên có một số trường hợp như vậy có nghĩa là cái xe nó bị rò rỉ nước, có thể là bể ống nước chẳng hạn. Ví dụ như xe bể ống nước thì lúc này cái nước của làm mát các bạn nó sẽ chảy ra hết ở phía ngoài rồi, nó không còn trong nữa. Và khi mà các bạn mở nắp két nước thì các bạn không thấy nó dâng lên. Thì cái này mình chỉ nói về cái trường hợp mà một số bạn không biết thôi nha. Đó, các bạn sẽ mở nắp két nước ra và sau đó các bạn lấy nước lạnh các bạn châm vào ngay lập tức luôn. Thì cái tình trạng mà các bạn châm như vậy thì nó mà để thổi ro nắp máy. Tuy nhiên có một số trường hợp mà do mình không biết sâu về cái kiến thức này nè. Đó chính là cái nước làm mát. Đối với xe các bạn đi sử dụng, nếu mà các bạn không biết, các bạn mua xe cũ gì đó, các bạn không biết người ta đi thế nào và các bạn cũng đang sử dụng mà cái nước làm mát là gọi là nước bình thường, nước không tên á, mình châm vào á, thì cái việc mà châm nước không tên hoặc là các bạn mua các nước làm mát cho nổi ngoài thị trường mà các bạn không biết được là cái chất lượng nó như thế nào á, thì các bạn đổ vào động cơ mình vẫn chạy được. Nhưng mà đi một thời gian dài thì cái xe mà nó sẽ bị cái tình trạng đó là thổi ro bi lách. Đó là do cái nước làm mát đó nó làm mài mòn và mục đi các phần nắp máy, hoặc là có thể là một luôn cả lốc máy, thì nó cũng dẫn đến tình trạng mà thổi ro bi lách nha các bạn. Thì đây là cũng là kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với các bạn, và mình sẽ tháo cái động cơ này ra xem coi nó bị cong mặt máy hay là nó bị mục hay là bị một nguyên nhân nào khác. Thì mình cũng muốn xin chia sẻ với các bạn luôn. Rồi thì ở xong thì mấy cái chỗ này nó bị mục mà, bởi vì nó phải lòn nước qua rồi. Đúng rồi nè, cái ron cái mí của ron kia nằm ngay vị trí này nè. Chỗ này nó bị mục bên này nữa. Mục của nào mục dài mấy cái mép hết nè. Bây giờ xe này không ừ. Ấy được rồi. Đây nè. Đây nè. Này chắc không đắp được rồi, phải đi hai cái lốc luôn. Đồ cái này căng dữ ta. Xe này bởi vì cái ron này nó cũng làm máy rồi, ron chặt nữa ra là nó ấy rồi. Tới máy rồi. Là đất dữ nhiều rồi hả? Đóng sơ mi hay gì nè. Thì cái việc mà sử dụng cái nước làm mát cho động cơ thì rất là quan trọng nha. Tại vì mình làm về máy móc á, mình cũng làm máy khá là nhiều dòng xe khác nhau. Thì trong quá trình mà mình làm máy, mình tháo ra thì mình cũng thấy được cái mặt máy và cái lốc máy á, nó bị ăn mòn. Thì mình cũng làm như vậy và mình cũng rút ra được một số cái kinh nghiệm và mình cũng tìm hiểu về cái nguyên nhân của nó. Thì theo mình thấy là cái nguyên nhân mà xảy ra nhiều nhất đó chính là cái việc mà sử dụng nước làm mát không đúng. Tại vì cái ở đây thì mình cũng không phải là quảng cáo cho cái hãng nước làm mát nào, và cũng không có chê bai cái hãng nước làm mát nào cả. Thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn thôi nha, chứ
có phải là chê bai hay là view xấu một cái hãng nào hết. Thì cũng không phải quảng cáo cái hãng này, nhưng hiện tại thì bên mình đang sử dụng cái loại nước làm mát này. Thì theo mình thấy là cái tỷ lệ mà cái nước làm mát là cái là có tỷ lệ và cái chất phụ gia trong này. Và mình cũng nói sơ về các bạn về cái công dụng của nước làm mát. Vì cái nước làm mát là cái nước mà dùng để chuyên dụng sử dụng cho động cơ, khi mà giải nhiệt cho động cơ thì cái nước làm mát này nó để truyền dẫn nhiệt nhanh, nó chống mài mòn các chi tiết của cái hệ thống làm mát trong khi mà cái máy hoạt động, và nó chống cặn cáu trong khi mà hoạt động. Nếu mà các bạn châm cái nước linh tinh phía ngoài vào á thì xe vẫn chạy đời, vẫn hoạt động được, nhưng mà khi mà hoạt động một thời gian lâu á thì cái nước làm mát này nó sẽ sinh ra cặn, sau đó nó bám vào các nước, rồi nó dẫn đến cái việc mà truyền dẫn nhiệt và giải nhiệt không tốt, thì nó cũng không tốt, ảnh hưởng không tốt đến động cơ các bạn. Thứ hai nữa là cái việc với cái nhiệt độ sôi của cái nước làm mát này thì đã qua có xử lý chất phụ gia và các cái thành phần trong này, thì nó làm cho cái nhiệt độ sôi của nước cao hơn bình thường so với cái nước bình thường bên ngoài. Thì trong thời gian sử dụng vừa qua thì hiện tại mình đang sử dụng cái nước làm mát này, và như cái xe Vios mình đã làm cho khoản xe đó thì mình đã tháo cái nắp máy ra rồi, và mình thấy hiện tượng hiện tại nó đang bị như thế này đây. Có nghĩa là nó bị một cái ron nắp máy này và một luôn cả cái lốc máy và cả cái nắp pilot. Nó dẫn đến cái tình trạng mà cái xe đang bị thổi ron pilot nha các bạn. Thì đây cũng là kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với các bạn thôi về cái việc mà sử dụng nước làm mát đúng cách. Các bạn nên thực hiện ngay bây giờ. Chứ nếu mà các bạn không biết á, các bạn hiện tại các bạn đi vẫn bình thường, nhưng mà các bạn đi chừng vài năm nữa các bạn tháo ra là cái máy các bạn đang bị đau đầu liền. Hiện tại cái xe này mình cũng đang rất là đau đầu khi giải quyết nó về việc cái lốc máy bị mục. Hiện tại nếu mà cái lốc máy bị mục mình gia công lại chưa chắc là mình đã sử dụng nó ổn. Thứ hai nữa là vì cái nắp pilot là nắp máy đó nó bị mục hết rồi, thì mình cũng phải thay luôn cả nắp máy và đi rà này kia đồ lại, mất thời gian và mất rất là nhiều tiền nha các bạn. Chỉ từ những việc nhỏ nhỏ mình không biết thôi thì nó ảnh hưởng tới